Có cách nào chụp điểm nút không? Tự nhiên là không. Enter hai hiệu nào? Khi mỗi lần bấm chữ T xuống bây giờ cái dùng chữ cuối là hết sợ. Gì vậy? Nhỏ tóc đỏ mình ghê vậy? Chung phê với lại thằng cầm lá bài của mình. Nó phê ác mà. Onwards. Saves me the search. Đấy, nó làm cái gì mà tôi đi như vậy? Đấy. Let it end. Tay, tay bằng những tay đều giống giống vậy. Đấy. Sao cái này nó khoái được cười vậy? Why you follow me? You are there now. Sao mà giận quá vậy? Thôi tiếp đi. Làm biến tập thôi. Tiếp đi. Trời ơi, cũng được không chẳng thì bỏ nhờ qua mấy cậu thêm luôn, quên bật gì to rồi. À, chào bạn, không biết trai ha nổi không? Quýnh để farm cái nguyên liệu rồi. Ủa bữa anh nói là cày lên cấp người ta 40 anh. Cái gì? Dunio 40 à? Cái nào? Bữa anh nói á. Dunio, Dunio, Dunio 40 à? Cái level á, level Dunio á. Anh đang 40 rồi. Dunio anh 40 rồi. Bao nhiêu có thể đi farm mấy con quái mà mạnh chứ. Shadows. Bask in the sunlight. Oh stars, heed my calling. Một con dê. Con bé này thấy thấy trai đẹp bắt đầu nó James, banish all life. Sacred light. Onwards.
shadows. Bask in the sunlight. Thunder guide us. Dòng nếu mà chúng ta dòng onwards là đi gặp đường gặp quái là cũng quýnh đúng không anh? Đấy là gặp quái người đường rồi, gặp phải cũng quýnh đúng không? Quýnh cho nó lẫn hồ lô rồi. Một con heo. Back in starlight.
secret life. Our lights shine through. Nó bơi bởi cũng bình thường. Ủa? Chơi hai con bông máu luôn hỏi sao đúng máu luôn rồi. Con bay kia đúng là máu rồi. Thunder than everything. Tối hút. Vice. Nó tướng hồi máu không? Mấy kia chơi sao lại em? Hợp lý em bên này, đội hình này chơi hợp lý em bên này. Tăng rùa lỗi chứ bởi vì em đập nó mấy lần rồi. Nhưng mà em cái gì cái data băng của em mới level 10 rồi, sắp lên 11 rồi, 10 điểm nó lên 11. You spinning divine through the planet. Overwhelming power. Let it end. What do you do? Bên Genshin hay mua bán đồ là mua ra thì bên là cái trang nó là tiền đó bạn.
Ồ, thì ra là phòng. Nó là cái tiền. Thì ra. Không, cái cục trắng này là chỉ sử dụng trong cái bí cảnh này thôi bạn. Còn còn cái bên đây nó là cái tiền, cái đồng xu. Onwards. Trong đây là cái cục trắng nó dùng để mình đổi mấy cái giống như là cái bộ để mà nó tăng. Oh stars, heed my calling. Strike that. Heavenly beings, banish all life. Lai tầm 10 ghế ma rồi. Embrace the change. Có lắp pin lắm nhỉ. Back in the sunlight. Negligence on my part. Oh stars, heed my calling. Evil be cleansed. Moment of awakening. Back in starlight. Life is in everything. Nó cái này nó cũng muốn lại không? Chưa mà trong đây em game này em khoái nhất là cái động tác mấy chiêu rất là thích. Take flight. Mấy chiêu như là mấy chiêu hay chặt. Onwards. Onwards. Luminous energy. Heaven ordains. Banish all vice. I'm most gentle. Sacred light. Chú đang nói gì vậy? Thôi mình trước cho mấy bạn. Là chơi game cái hệ trước gây khó chịu cho người chơi nhưng mà heed my calling.
the sunlight. Đêm đi. Chuyện kia, nó sống dậy rồi, nó sống dậy rồi. Nó sống dậy rồi. Con robot gì đó anh Minh. Light. Oh. Oh. Lại chủ yếu để xả nhựa thôi chứ thực ra ba cái con ngày mai cũng có đâu. Chu quen chu quen. Nó quýnh như điên vậy. Mà thật ra mình cũng không có nhựa để mình quay nữa. Ông dâu, mình có anh em. Mình thải dây trắng dây đen ra. Ủa ghê à, cái gì ngầu vậy? Nãy giờ không dùng con này ra. Chúng ta dùng dịch nó cho con dây trắng dây đen này. Phong luôn. It will be cleansed. Fluorescent shadows. Cái gì thế này nhỉ? Onwards. Yeah. Tao sẽ có 2000 mấy rồi, 4000 chứ. Mày mới cái dạng Echo mày còn tím liệm xanh lè. Echo có đúng một con 4 sao nhất rồi. Onwards. Tao có vàng mà đúng mà đồ. Còn lấy đi xuống mà đường nào giờ ra đường nào ta. Luminous energy. Heaven ordains. Banish all vice. I learned it. I like strong food. Sacred light. Strike back. Mấy cái vũ khí mà một sao hai sao gì đó. Bóc đi
ngoài cái mình quay nó ra còn cách nào nó ra nó đánh thường à? Đánh quái nó gớt à? Đúng rồi, mở rương, chạy map mở rương. Nhưng mà ngoài cái đó ra nữa, đánh quái gớt không ta? Cái vũ khí thôi. Vũ khí á, vũ khí mà để ý có một cái item mà nó sẽ có một cái dòng là cái hồi máu. Đó để ý. Nói chung lâu lâu mày bị dò mà chỉ có một tiếng. Xong rồi cái nào mà mày thấy là hồi máu thì khóa lại. Nên chơi cái thằng di gian nè. Nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mà bữa nói là gì quýnh sắp á cà gì. Đúng rồi nè nè. Di gian. Gì ngầu vậy? Cần phải ngầu gì không? Quýnh lộn hay ngầu vậy? Trời! Thế tại nhân vật thực vụ nó bất như vậy? Cái đam cũng nhỏ mà sao nó núi ngầu vậy? Bung! Ôi! Cái chiêu nổ nó đã Oh stars, heed my calling. Fall from shadows. Luminous energy. Embrace the change. Bask in starlight. Bask in the sunlight. Sacred light. Stars, heed my calling. Wow. Okay. Level 3 of mercy. Glass and shadow, so be it. Thunder guide us. You have a pretty long time. And everything. Evil be cleansed. Oh stars, heed my calling. Worry not. Bó. Watched.